Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Điện Mạnh Phát. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì chính thức phiên bản xe điện 3 bánh Mi Pro phiên bản màu xanh quân đội đã về hàng nhé. Đây là cái màu xanh mà Mạnh Phát tâm đắc nhất và ấp ủ nhất, nghiên cứu rất là lâu rồi mới quyết định là hợp tác với nhà máy để sơn ra cái màu này. Màu này thì khiến các bác gợi nhớ đến một thời oai hùng, một thời chiến tranh, khi mà đây chính là cái màu mà màu xanh này là màu xanh bộ đội mà chúng ta thường hay mặc mỗi khi đi chiến đấu ngày xưa. Đấy, cái màu này thì Mạnh Phát cũng đã nghiên cứu rất là kỹ và chọn ra một cái màu xanh quân đội nhưng mà lại trang nhã, lại rất là đẹp nữa nha mọi người nha. Mi Pro thì là dòng xe như thế nào, chắc hẳn các bác đã yêu quý Mạnh Phát và ít nhất các bác tìm hiểu về xe ba bánh đã từng nghe qua cái thương hiệu Mi Pro đúng không ạ? Mi Pro là thương hiệu xe điện ba bánh chất lượng cao và cũng như là xịn nhất Việt Nam bây giờ. Xe này được trang bị là một dòng xe đa năng 3 chỗ ngồi. Tại vì sao Mạnh Phát lại nói là đa năng 3 chỗ ngồi thì đây, xin mời mọi người cùng quan sát nhé. Đây, mọi người quan sát này. Đây là 2 chỗ đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhấc cái ghế này lên. Như vậy là xe được trang bị là 3 chỗ ngồi. Một người lớn có thể chở 2 trẻ em đằng sau và một trẻ em đằng trước, là một người lớn 3 trẻ em, hoặc là 2 người lớn và một trẻ em ngồi trước. Rất là tiện. Với những tính năng cao cấp và những trang bị trên xe Mi Pro này thì nó là thuộc dòng cực kỳ cao cấp ở hiện tại ở Việt Nam, cũng không có một đơn vị nào có thể trang bị được những cái tính năng và cũng như linh kiện chất lượng trên một chiếc xe điện như Mạnh Phát đang trang bị trên phiên bản Mi Pro này. Đây, giới thiệu mọi người, xe điện Mi Pro là được trang bị bánh 300-10 lốp đến từ thương hiệu lốp CST cực kỳ nổi tiếng, và xe được trang bị những cái công nghệ cũng như là chất lượng này mọi người nhìn này. Đó. Sau khi Mạnh Phát test thì rất là nhiều đơn vị họ bắt chiếc, nhưng mà cái chắn bùn bằng thép thì chắc chắn sẽ không thể bằng thế này được. Chắn bùn bằng nhựa này rất là dày và rất là bền nhé. Nó bền gấp 10 lần cái chắn bùn bằng thép kia, khi mà chúng ta rất dễ dàng va quyệt và móp méo cái chắn bùn bằng nhựa này thì bền, có độ bền cao cấp hơn nhiều đấy ạ. Mọi người có thể quan sát này. Này, rất là bền. Đấy. Đây là mình đứng lên và mình nhún thoải mái luôn đấy ạ, mọi người nhìn này. Đấy, chứ không phải là bám vào đâu đâu. Hay là những cái cốp đằng sau bằng giỏ nhựa rất là dài và cực kỳ chắc chắn nhé. Đây chính là những cái mà Mạnh Phát tự hào để nói với mọi người là linh kiện trên chiếc xe này bao rộng chất lượng. Và cái giỏ nhựa này là hiện tại ở Việt Nam không có một đơn vị nào được trang bị cái giỏ nhựa xịn hơn được giỏ nhựa của Mi Pro này nhá mọi người nhá. Đây, mọi người quan sát này. Đây, mình có thể mình nhún thoải mái luôn. Đây, nhún rất là mạnh luôn, vừa test giảm xóc cho các bác cũng như vừa test độ bền của cái chiếc giỏ luôn ạ. Mi Pro này là được trang bị bánh 10 cho nên là cái khoảng sáng gầm của xe nó đạt rất là ổn và leo lên những cái vỉa hè rất là tốt. Đây, về thông số của xe thì mọi người có thể tin xem bảng này. Tên thương hiệu là Mi Pro. Phân phối độc quyền tại Việt Nam là do Mạnh Phát Việt Nam phân phối này. Động cơ 800W, 48V, trọng lượng của xe là 105kg. Thông số bánh là 300-10, chiều dài là 1m65, chiều rộng là 75 phân. Sản xuất vào tháng 3 năm 2023 nhé. Sản phẩm mới hoàn toàn luôn. Chính hãng đến từ thương hiệu Mi Pro và có logo và biển hình ảnh nhãn hiệu đầy đủ nhé. Đây, logo của nhà máy này. Cũng như là gương mặt đại diện của nhà máy là vị vua Khang Hy rất là nổi tiếng nhé mọi người nhé. Đấy. Linh kiện trên chiếc xe này cũng rất là chắc chắn. Và đây chính là phiên bản mà các bác cũng rất là thích khi mà được trang bị giỏ có nắp. Mạnh Phát thì đang phân phối hai phiên bản Mi Pro tại Việt Nam. Đó là một phiên bản là giỏ có nắp, dáng đầu thanh hơn, và một phiên bản là dáng đầu hầm mố hơn và giỏ là không có nắp nha mọi người nhé. Chúng ta cùng đi sâu vào cái chiếc xe điện ba bánh này với những tính năng của nó nhé. Đây, xe điện ba bánh đa năng Mi Pro thì được trang bị là hai phanh tay, một phanh chân. Phanh bên phải thì sẽ là phanh trước, bên trái thì sẽ là phanh sau, và phanh chân thì chắc chắn rồi sẽ là phanh sau các bác ạ. Đây, xe được trang bị những tính năng an toàn như là xi nhan đôi này, cảnh báo nguy hiểm sáng một lúc là 4 xi nhan, hay là nút khóa an toàn thì chúng ta sẽ không ga được khi ấn nút khóa trẻ em. Đấy, nút dừng đỗ passing rất là an toàn, ấn một lần nữa thì chiếc xe sẽ vận hành bình thường. Và đối với dòng xe Mi Pro này thì các bác biết không ạ, Mạnh Phát được trang bị những tính năng là ga lên cực kỳ êm và không bị giật. Cái điều này giúp cho các bác có thời gian làm quen với xe. Và cái tính năng này thì không phải chiếc xe nào cũng có được tại Việt Nam. Ga lên rất là êm cho dù chúng ta ga hết cỡ. Cái này rất là khó để làm được nhá. Làm nhanh thì dễ, chứ để làm mà nó ga lên nước ga đầu nó mượt mà như này thì không phải một đơn vị nào họ cũng có thể làm được. Đấy. Và chiều rộng giữa hai bánh thì như Mạnh Phát vừa đọc lên là 75 phân. Thì cái chiều rộng như thế này mới là chiều rộng đạt tiêu chuẩn của dòng xe điện đa năng 3 chỗ ngồi. Khi được trang bị bánh 10 nha, một số đơn vị họ trang bị bánh 10 cho những chiếc xe 3 chỗ ngồi nhưng mà lại trang bị bộ cầu ngắn chỉ có 65 phân thôi. Cái điều đó là gây nguy hiểm cho người sử dụng, bởi vì như vậy thì nó khiến cho chiếc xe đi vào cua rất dễ bị lật nhá. Mọi người lưu ý là rất dễ bị lật, không phải là cứ ham rẻ là chúng ta sẽ dễ dàng mua được chiếc xe bánh 300-10 đó. Bánh 300-10 khi được trang bị lên xe cần phải được nghiên cứu về cái chiều dài của xe, chiều rộng giữa hai bánh. Không phải là chúng ta cứ thích là chúng ta lắp bánh 10 được đâu ạ. Cái điều đó là rất là nguy hiểm cho những người vận hành khi mà chúng ta vào cua không đảm bảo, là rất dễ bị lật xe nhá. Cái điều đó các bác hết sức lưu ý ạ. Đấy, về xe điện ba bánh thì chắc chắn rồi, luôn luôn phải có số tiến, số lùi.
Đấy, và về số thì đây xin mời anh kỹ thuật sẽ quay gần để mọi người được quan sát kỹ hơn này. Đây, số tiến số lùi sẽ nằm ở bên tay phải. R này là lùi ạ. Lùi thì sẽ có tiếng kêu, còn D là tiến, còn số thì sẽ có 1, 2 và 3 đấy ạ. Còn nút P là ở đây ạ. Còn bên này thì chúng ta sẽ nhìn này, còi này, xi nhan này, đấy, đèn này và nút xi nhan đôi này. Đấy, trên tay phanh của chúng ta thì sẽ có cái hãm phanh để khi chúng ta lên dốc, chúng ta bóp này vào thì chiếc xe sẽ cố định và sẽ không bị trôi. Khi xuống dốc, bản thân chiếc xe được trang bị cầu V-Sai thì nó đã có chế độ chống trôi, chống trượt rồi. Và vào cua an toàn và cầu V-Sai sẽ như thế nào thì đây mọi người cùng quan sát nhé. Đây, một bánh chạy và một bánh không chạy thì tức là xe đang được trang bị cầu V-Sai. Thì đây mọi người quan sát này, động cơ của Mạnh Phát là động cơ làm mát bằng quạt gió. Động cơ thì chỉ có hai loại là mát bằng quạt gió và không. Sau một thời gian nghiên cứu thì Mạnh Phát quyết định là đưa về động cơ làm mát bằng quạt gió sẽ tối ưu cho các bác trong quá trình vận hành hơn. Và động cơ 800W nha mọi người nha, 800W. Đấy. Động cơ 800W và được bảo hành đến 3 năm. Đấy, cho mọi người yên tâm luôn ạ. Đấy, bình ắc quy được trang bị bình 48V 30Ah cho quãng đường di chuyển là 60 cây. Một lần sạc và tốc độ tối đa là 35-40 cây một giờ. Đấy, phiên bản này thì chắc chắn rồi là một trong những phiên bản thành công nhất ở Việt Nam bây giờ về xe điện ba bánh. Và bây giờ Mạnh Phát xin mời các bác cùng Mạnh Phát đi trải nghiệm với chiếc xe ba bánh này nhé. Đây, chúng ta sẽ trải nghiệm số 3 này. Đấy, xe đi êm, chắc chắn, mượt và ngồi cảm giác cực kỳ yên tâm. Ngay cả khi chúng ta đi kênh một bánh lên trên vỉa hè thì sao ạ? Thì đây mọi người quan sát này, đấy, giao dịch và đi hoàn toàn bình thường luôn đấy ạ. Đây, phiên bản chỗ này còn cao hơn, vẫn không hề có vấn đề gì. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng test ở một cái vỉa hè khá là cao. Liệu chiếc xe của chúng ta có hoàn thành thử thách không ạ? Rất là đơn giản và không có một cái gì là khó khăn luôn. Đây chính là cái điểm mạnh của phiên bản Mi Pro. Mặc dù khởi động lên rất là êm, nhưng do xe được trang bị động cơ lên đến 800W cho khả năng vận hành siêu ấn tượng luôn ạ, siêu ấn tượng. Và giá thành của chiếc xe điện ba bánh Mi Pro phiên bản đặc biệt này được tặng thêm cả thảm để chân chính hãng đến từ nhà máy Mi Pro này. Đấy. Được tặng kèm cả mũ bảo hiểm này, mũ bảo hiểm loại cao cấp này, khóa từ remote điều khiển từ xa đầy đủ này. Giá thành của chiếc xe này vẫn không hề thay đổi, vẫn là 19 triệu và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và hiện tại đang có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn. Xin mời các bác qua Mạnh Phát để trải nghiệm và tìm hiểu về sản phẩm nhé. Mọi người có nhu cầu về xe điện ba bánh thì nhấc máy lên và alo Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 085 993 1111. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.